càng gánh nặng lo toan. Nhất là người con trai bị kém phát triển trí tuệ mà hàng ngày bà vẫn phải chăm sóc cưu mang. Theo Ngân thấy thì với cái tuổi đời của bà cụ thì đúng ra là phải được là nghỉ ngơi, được con cháu là quan tâm, lo lắng, thương yêu và nuôi dưỡng. Tính ra như thế đó là bà đã đi gần cuối của cuộc đời, tuổi xế chiều, coi như là thời gian sống không còn bao lâu nữa, nó đã ngắn. Mà thế mà bà cứ còng lưng mãi với cái cuộc sống là tráng bánh, mà với cái đồng tiền quá là ít, không đủ đâu vào đâu cả. Mà khi ngã bệnh rồi thì đành chịu, mà nằm xuống rồi không biết cái ngày mà làm đám có đủ khả năng các con nó về mà sum họp rồi làm cho bà được một cái đám tang như thế nào. Ngân hình dung điều đó. Ngân nghĩ nếu mà Ngân ở tuổi bà, Ngân sẽ không được như bà đâu. Có nghĩa là Ngân cảm thấy phi thường lắm. Có nghĩa là Ngân thấy rằng đa số những người mẹ, những người phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, nông thôn, quê hẻo lánh thì hầu như rằng trên đồng dưới ruộng, dãi nắng dầm mưa, mỗi một người đều có một cái số phận đắng cay và đau khổ. Tai chai, mặt nám, là nhiều khi chân thì nứt nẻ, rồi nhiều móng tay mà mọc ra không kịp nữa mà. Đôi lúc cảm thấy rằng bà tuy là bây giờ là lực bất tòng tâm rồi, ngày xưa bà có thể tráng 1000 mấy, 2000 bánh, bây giờ là 700-800 là mừng. Tuy sức mạnh của tuổi già nó không còn cho phép nữa, nhưng bà được một cái sức mạnh của ý chí làm cho bà thắng lướt hết mọi hoàn cảnh khó khăn đã đến với bà. Đó là làm cho Ngân phục. Với những hình ảnh mà Thanh Điền sắp sửa mời tất cả quý vị khán giả và mời chị Thanh Ngân cùng xem, những lời chia sẻ của bà Ken và những hy vọng của bà sẽ càng làm cho chúng ta cảm thấy thương hơn nhân vật này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những lời tâm sự này nhé. Rồi, bây giờ bà cháu mình vô nghỉ tay một chút rồi bà lại dạy nghề cho con nữa ha. Bà Tư ơi, bây giờ thì sức khỏe bà Tư như thế nào? Sức khỏe cũng yếu. Đúng rồi, đau lưng, nhậu nhiều cũng đau lưng. Bà Tư mệt làm sao? Mệt cũng như thiếu hơi thở rồi. Mình mần quá mệt vậy đó. Nghỉ ngay chút đỉnh thì đỡ bớt. 70 mấy tuổi rồi. Chứ còn mần nó thì mệt lắm. Bây giờ cái mong ước lớn nhất của bà Tư là gì? Giờ mong ước lớn nhất là sao đỡ được cái nhà. Có vốn sửa cái nhà, còn có cái chỗ mình ở vậy đó. Em giờ già rồi, không có khả năng. Rồi cái lo lắng lớn nhất chắc là cũng dành cho anh Đuổi đúng không ạ? Cứ lo cho nó không chứ gì sao. Mình thì mình già, không có khăn thì mình không có kể. Thôi anh Đuổi ảnh bị bệnh thì mình thương ảnh chứ mình không có trách ảnh đúng không bà? Hôm nay con xuống đây lúc đầu thì mục đích là xuống để tìm hiểu về nghề bánh tráng thôi. Không ngờ là được gặp bà Tư rồi được nghe cái câu chuyện rất là xúc động của bà Tư nữa. Giờ con về thành phố rồi hứa bà Tư là con sẽ sớm quay trở lại để mà sẽ có một điều đó, một cái niềm vui nho nhỏ nào đó dành cho bà Tư. Chị Thanh Ngân thấy không? Cái ước mơ, cái hy vọng cũng dành cho anh Đuổi. Anh Đuổi là anh mà bị bệnh ở chung với bà. Coi như là suốt bao nhiêu chục năm thì mắt không quá tầm vượt lũy tre xanh mà. Và cái nhìn cái thân mà gầy guộc, héo hon. Rồi Ngân cảm thấy giống như là Ngân nhớ là những cái ca khúc mà Ngân hát đó. Rồi Ngân mới thấy rằng hôm nay đúng là thật sự là cái hình ảnh người mẹ đó là thân cò lặn lội đó. Như là một con cò lặn lội dãi nắng dầm mưa để mà gánh gạo nuôi con nuôi chồng. Cái hình ảnh này Ngân cảm thấy người phụ nữ cao cả quá. Mà quan trọng là cái người mang thân nữ rất là khổ, phải 9 tháng cô mang, 3 năm nhũ bộ, mà khi mà sanh con á, giống như là người ta nói đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Bà phải mất chồng ở tuổi 30 còn quá trẻ. Mà bà hay một điều là bà không có cái tình cảm nào nữa để mà bước thêm một bước nữa. Bà sống như vậy, đừng nói là nghèo rồi tôi sẽ ở vậy được, không phải đâu.
đó là do cái tính của con người. Nếu mà thuận duyên, Ngân sẽ thường xuyên liên lạc với chương trình Yêu Thương Cuộc Sống để hỗ trợ cho bà từ vật chất đến tinh thần. Bởi vì cái thời gian còn lại của bà không còn bao lâu nữa. Tin chắc rằng lúc này đây thì những giọt nước mắt của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân không chỉ là của riêng chị mà có nhiều khán giả đang theo dõi chương trình cũng đang rơi nước mắt trước hoàn cảnh của bà Ken. Và những tình cảm dành cho bà cụ Ken thì cũng chính là tình cảm chung của tất cả chúng ta. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả, mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân hãy cùng với chương trình nhìn lại những hình ảnh của chuyến đi vừa rồi. Bà Tư ơi, con chào bà Tư. Chào bà. Anh Điền nè, bà ơi, bà ngơi tay chút xíu. Con giới thiệu với bà. Dạ. Con giới thiệu với bà, đây là anh Lợi, là chủ doanh nghiệp Duy Lợi, một người bạn đồng hành thân thiết của chương trình Yêu Thương Cuộc Sống. Hôm nay con giữ lời hứa quay trở lại để mang một số niềm vui nho nhỏ đến cho bà Tư. Bây giờ thì anh Lợi sẽ thay mặt chương trình công bố những niềm vui này là gì. Dạ, rồi mời anh Lợi. Dạ, bà. Hôm nay con đến tặng bà một bộ giường xếp để bà nghỉ ngơi lúc mỏi mệt. Rồi, anh Đuổi, chào cho anh Đuổi nè. Ôi, mừng. Rồi, mừng. Rồi, mình qua đây mình mừng đó. Rồi, qua đây giữ cái giường. Chưa đâu, còn một niềm vui nữa. Niềm vui này lớn hơn nhiều. Dạ, mời anh Lợi tiếp tục ạ. Hôm nay cùng với chương trình Yêu Thương Cuộc Sống đến thăm bà, chúng con có gửi tặng một món quà nhỏ, đó là số tiền 10 triệu đồng. Thì trước hết là giúp cho bà chữa bệnh hay là giúp bà mua thêm một số cái đồ để dùng cho công việc tráng bánh của bà. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ, vâng. Những cái món quà này như là một cái lời động viên mà chương trình gửi đến bà Tư, đặc biệt là số tiền 10 triệu này thì sẽ giúp cho bà Tư thảnh hơi cái tai hơn, bớt lo nghĩ hơn. Đúng, đúng không? Đồng ý không? Yeah. Rồi, làm thử năm đây. 40 tuổi rồi, trông như một đứa trẻ. Mày không? Thích tao hả chưa? Thấy thương chị ha. Lúc cái đoạn phim trước á, thì chị nghe nói là bà cụ mơ ước là cho cái nhà nó khang trang là chắc cũng là mưa lọt gió lùa rồi. Thì mà cái số tiền 10 triệu này không biết có làm nổi được cái máy nhà hay không. Thì chị cũng mong rằng thôi, những cái nụ cười cũng đã quay trở lại với gia đình của bà Ken rồi. Chị mong rằng chương trình Yêu Thương Cuộc Sống sẽ hỗ trợ nhiều hơn nữa, mà nhất là chị cũng sẽ thường xuyên liên lạc để có thể cho bà cụ ước mơ cuối đời. Để có thể giúp cho bà cụ Ken thực hiện được ước mơ của mình thì bên cạnh sự chung tay của doanh nghiệp Di Lợi, của nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân, chúng tôi rất mong rằng là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng sẽ có một nghĩa cử nào đó để có thể giúp đỡ cho gia đình nhỏ này, giúp đỡ cho người phụ nữ 70 tuổi này thực hiện được ước mơ cuối đời của mình. Dạ, cảm ơn chị một lần nữa. Thưa quý vị, vào mỗi tối thứ ba, chúng tôi luôn kể lại những câu chuyện yêu thương cuộc sống bằng tất cả những tình cảm và cảm xúc của mình, với hy vọng rằng có thể truyền một phần những cảm xúc này đến tất cả các khán giả, để tất cả chúng ta có được một buổi tối đầy ý nghĩa. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào tối thứ ba tuần sau, cũng đúng khung giờ phát sóng này trên kênh HTV9. Trong cuộc sống chúa.